Ngay sau đó tại trụ sở tỉnh ủy, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác Trung ương có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hưng Yên. Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa báo cáo tóm tắt những thành tựu nổi bật của tỉnh Hưng Yên năm 2022. Năm qua, tỉnh Hưng Yên hoàn thành toàn diện 17 nhóm chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Các điểm nhấn là tốc độ tăng trưởng số thu ngân sách, nguồn lực đầu tư cho phát triển, việc giải phóng mặt bằng cho các khu công nghiệp đạt những con số cao kỷ lục, xếp vào top đầu của cả nước và khu vực. Các cân đối lớn được đảm bảo, nhiều chỉ số cải cách hành chính tăng hạng vượt bậc, tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, và hệ thống chính trị được tăng cường, trọng tâm là phát triển được nhiều tổ chức Đảng, đảng viên trong đơn vị kinh tế tư nhân, sớm thành lập và tổ chức hoạt động hiệu quả Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh. Năm 2022 là tỉnh Hưng Yên là thu hồi đất giải phóng mặt bằng là gần 1.000 hecta cho các khu công nghiệp, mà các năm trước đây chỉ mỗi năm chỉ giải phóng được mặt bằng đâu đó khoảng 100 thôi. Việc gì khó, việc gì phức tạp liên quan quyền lợi của nhân dân thì cấp ủy gì trực tiếp là Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải vào cuộc. Ban Thường vụ thành lập ban chỉ đạo các dự án trọng điểm mà trọng tâm chủ yếu là giải quyết cái vấn đề về thu hồi đất giải phóng mặt bằng. Rất mừng là với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy thì công tác giải phóng mặt bằng thu hồi đất diễn ra rất là ổn thỏa. Đấy lý do mà ba khu công nghiệp thành lập mới, hai khu công nghiệp mở rộng cuối năm 2021 thôi, đến nay giải phóng xong mặt bằng rồi. Có thể nói là năm 2022 thì cái kết quả phát triển của tỉnh Hưng Yên là rất là toàn diện. Thì đây có thể nói là sự nỗ lực của các cấp ủy chính quyền và sự hỗ trợ của nhân dân, đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương và trực tiếp thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Chúng tôi cũng xin hứa tập thể Ban Thường vụ sẽ là một tập thể đoàn kết vững mạnh. Thì đây là một nguyên tắc sống còn quan trọng, nền tảng và chúng tôi sẽ quyết tâm để lãnh đạo tỉnh Hưng Yên tiếp tục đổi mới, phát triển, thực hiện thành công nghị quyết đại hội 19 của Đảng bộ tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Biểu dương chúc mừng những kết quả ấn tượng của Hưng Yên năm 2022, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho rằng tỉnh Hưng Yên có sự bứt phá lớn trong phát triển kinh tế xã hội. Điều đó cho thấy những nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Đồng tình với quan điểm tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là yếu tố quan trọng nhất quyết định mọi thành công, là nhiệm vụ hàng đầu trong đổi mới và phát triển, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu cần tăng cường sự đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân để đi đến sự thống nhất cao trong mỗi quyết sách. Năm 2022 chúng ta tăng ở mức gần như con số nào cũng ở mức lịch sử hết, đúng không? GDP cũng mức lịch sử, thu ngân sách cũng ở mức lịch sử, hỗ trợ đền bù tái định cư và giải phóng mặt bằng để phục vụ cho phát triển cũng là ở mức lịch sử, đầu tư mở rộng hạ tầng giao thông cũng là ở mức lịch sử. Nhưng mà khi để đạt ở mức lịch sử đó là duy trì để vượt qua đó là cả một sự cố gắng. Còn nếu không nó là tới đó rồi bắt đầu nó lại đi ngang hoặc là đi xuống thì nó lại không phát huy tốt được những cái điều mà chúng ta làm. Mà để duy trì và vượt lên nữa đó thì đòi hỏi chúng ta cố gắng rất là cao. Tôi mong và chúc cho các đồng chí làm sao chúng ta duy trì và phát huy tốt các cái kết quả đạt được, và đó là đạt được kết quả cao hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực. Tôi cũng đồng ý với các đồng chí là phải làm sao đặc biệt coi trọng cái sự đoàn kết trong Đảng, trong Thường trực, trong Thường vụ, trong Đảng bộ, trong nhân dân. Đoàn kết vì mục tiêu chung, đoàn kết trên cơ sở thực hiện nguyên tắc của Đảng, đoàn kết trên cơ sở phát huy dân chủ, trí tuệ của từng thành viên, đoàn kết trên cơ sở bàn bạc mọi lẽ một cách thấu lý, đạt tình để đi đến một cái sự thống nhất cao trong Đảng đối với mọi quyết sách mà chúng ta đề ra. Nhân dịp năm mới, xin chúc các đồng chí và qua các đồng chí gửi lời thăm hỏi chúc cán bộ công nhân viên của toàn hệ thống chính trị, gia đình một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, nhiều thành công, nhiều niềm vui, và mong làm sao đó là mỗi lần về làm việc với Hưng Yên chúng tôi lại nghe được thêm nhiều là năm nay Hưng Yên đã đạt được những cái kết quả có tính lịch sử từ trước tới giờ.